all everything, and so please like and subscribe. So I hope you are still fine. So thank you, and come on to support me. Yêu thương nhau, đến với nhà bằng chân thật là Johnny ok. Tôi không chấp nhận thì Johnny đòi tự tử. Tôi mong cộng đồng mạng hãy giúp đỡ cổ vũ cho tôi, và tôi nghe những lời miệt thị tôi rất là buồn. Tôi và Johnny xin chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Tôi xin kể cuộc tình của tôi và Johnny khi quen nhau. Chúng tôi quen nhau trên Facebook. Trong lần đầu tôi kết bạn với Johnny, nhưng trong thời gian 2 tháng thì Johnny yêu tôi, nhắn tin rồi yêu tôi, nhưng mà tôi không đồng ý, tại vì tôi chắc thấy là Johnny quá nhỏ tuổi nên tôi không chấp nhận. Nhưng mà Johnny thì nó là nước bên đó không có phân biệt tuổi tác, miễn tình yêu thương nhau, đến với nhà bằng chân thật là Johnny ok. Tôi không chấp nhận thì Johnny đòi tự tử, cắt tay chảy máu hết, tôi phải chấp nhận. Tôi nghĩ rằng chấp nhận mà người một nước thì Johnny không bao giờ trở về Việt Nam đâu, nhưng mà Johnny sẽ trở về Việt Nam rồi gặp tôi và sống với tôi trong thời gian được 2 tháng, thì Johnny bắt buộc tôi phải kết hôn. Thì tôi thấy Johnny đối xử với tôi rất là tốt, thương tôi thật sự, nên tôi đồng ý cái thôn. Nhưng mà lúc đầu thì con tôi không chịu, má có con tôi không chịu. Nhưng mà thời gian thì thấy Johnny đối xử với tôi rất là tội, thương tôi thật sự, đi đến với tôi bằng tình yêu chân thành chứ không phải là giả dối. Cho nên con tôi chấp nhận là tôi sẽ làm cái thôn với Johnny. Trong thời gian đó hai đứa tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng mà từ khi mà lên mạng thì tôi nghe những lời bình luận tôi rất đau lòng, suy sụp tinh thần. Johnny cũng buồn lắm, mà giờ thì 9 người 10 ý, nên tôi mong cộng đồng mạng hãy giúp đỡ cổ vũ cho tôi, và tôi nghe những lời miệt thị tôi rất là buồn. Giờ tôi không biết nói gì hơn, để Johnny nói mấy lời để chào các bạn thôi. Hello, hi everyone. I hope you are still fine, and I don't know what to say you, and a lot of people in the family people support me, and I am very happy and excited. And so this is my channel, and I also making video, funny video, and all everything, and so please like and subscribe. So I hope you are still fine. So thank you, and come on to support me. Người ở trong trang với đứa trang có rằng, còn ở ngoài thì chín người mười ấy mình cũng không nên trách người nào, nhưng mình cũng thấy hơi hơi buồn. Mấy bữa nay thì rất buồn. Tôi không phải là tôi không giàu, không đẹp trai, mà hôn nước ngoài. Tôi lớn tuổi rồi, tôi không ham lấy chồng. Nếu như mà tôi không lấy chồng thì chồng tôi chết 23 năm rồi, thì tôi bước 10 bước chứ không phải 1 bước đâu. Nhưng mà tôi không. Bây giờ cái duyên số đã định cho tôi rồi thì tôi đành chấp nhận thôi. Thôi thì dù sao thì chúng tôi sống với nhau hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi. Đời tôi không còn gì để mất hết. Mình già rồi thì được ngày nào hay ngày đó. Nếu mai mốt này tình cảnh nó xui khiến không sống với nhau nữa thì mình chấp nhận cho họ đi lấy vợ khác để sinh con nối dõi. Còn khi mà họ yêu thì mình yêu, mà khi họ đi thì mình không đừng nên níu kéo. Thì mình tôi xét thấy là vui chừng nào thì hai chừng đó thôi. Thì mong các đồng cộng đồng mạng và các bạn mình dùng những lời miệt thị hãy cổ vũ cho vợ chồng chúng tôi.
Ta thành thật cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. So I am very, very happy in my life in Thai. And this is my life. They very love me. This is my true love. And I am so happy. So I think today I go to outside to making to food, and I check it. I try to eat food, Vietnamese food, and beer and drinking. So I'm very excited. So I don't know what's. So thank you to support me. Some people are very good. I like it. Tôi rất vui và rất hạnh phúc. Tôi không ngờ là cuối đời mà tôi gặp được người thương tôi thật sự thương tôi. Những việc mà ở trong nhà là anh không cho tôi làm, anh đều làm hết. Rồi anh biết là không cho tôi làm gì hết, đi xe anh cũng không cho này nữa. Tôi rất yêu hạnh phúc cuối đời của tôi là như thế đó. Tôi không phải là tôi ham anh đẹp trai thật sự đó, nhưng mà không phải là tôi nghĩ là anh đẹp trai để tôi thương. Tôi lớn tuổi rồi nhưng mà cái tình yêu của chúng tôi đến với nhau thật sự chắc trời ổn định cho chúng tôi thôi. Thì tôi rất hạnh phúc khi có một người chồng mà thương tôi thật sự. Tôi không biết được ngày nào, một năm, hai năm, một tháng, hai tháng, tôi không biết. Nhưng mà được ngày nào thì tôi vui ngày đó. Anh rất thương tôi, anh thương tôi rất nhiều. Tôi cũng rất yêu anh. Lúc đầu thì tôi không yêu, nhất định tôi không yêu. Nhưng mà thời gian thành đối thủ tôi rất tội, anh thương tôi thật sự. Cho nên tôi cũng có tình cảm là anh thật sự. Bây giờ dù bốn dù không thì tôi cũng phải sống với anh suốt đời. Nếu mà anh đi thì tôi không ép, mà anh ở với tôi thì suốt đời tôi vẫn sống với anh thôi. Vậy đó, thì mong cộng đồng mạng hiểu cho tôi và chồng tôi như vậy đó. Lúc đầu thì con gái tôi nó cũng phận cũng không đồng ý. Nó mắc bèn cái ông này nhỏ tuổi, con không đồng ý. Nhưng mà khi mà rồi tôi mới nói là yêu đâu mà yêu, mà là để ổng về giùm tao, ổng chơi bạn bè, tình cờ bạn bè thì gặp nhau thì ổng về ổng chơi, ổng ở đây không có người thân, chỉ có mình má người thân thì ổng về ổng du lịch Việt Nam mà cho ổng biết. Nhưng khi ổng về rồi á thì thấp con thấy thương mấy đứa con, thấy ổng đối xử rất tội cho nên thương ổng. Này bây giờ đứa nào cũng ba ba đi chơi đâu cũng kêu ba ba đi. Rồi mỗi lúc vui chơi trong tụ họp gia đình thì nó cũng ba, rất vui vẻ. Đó là coi như là rất vui vẻ, mấy đứa con rất vui vẻ, không phản đối nữa. Mấy bữa nay nó hay đang lên rồi, nó cũng ủng hộ, cũng vui. Nó cũng mừng, nó cũng rất vui. Mình vui, con mình vui thì mình vui, chứ con phản đối thì mình cũng rất buồn. So many people ask me, so many people want to contact with me. So I say that this is my Facebook, and so many people want to contact with me. So I agree, this is my personal contact. Yeah. And I'm very excited in Vietnam, and I love you. Mấy ngày nay bên mạng cũng phản ảnh cũng nói trái chiều, thì do nên cũng buồn rất buồn. Tôi cũng an ủi khuyên do nên thôi, cái việc gì đến sẽ đến, chí người mười ý, kẻ nói này người nói kia, miễn mình sống với nhau vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Mình sống cho mình chứ không sống cho ai thì thôi đừng buồn nữa. Okay, this is Ivan for end video, and so thank you and welcome. And today I like to noodle it.
and this is Vietnamese food, and I like it. This is very recipe, very, very tasty. I try it. So thank you that support me. Lời cuối cùng, tôi xin chúc tận lòng bạn được sức khỏe và vui vẻ hạnh phúc. Okay, take care to bye, and I hope you are still fine and support me. Thank you, come on, bye bye.